Hello, chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì là bên hẹp xe xin giới thiệu bác về một chiếc Chevrolet Muji. Thì đây cũng là cái con tức là đời cao cấp của dòng Chevrolet mà bên em lấy lần đầu. Đó là dòng Muji các bác ạ. Đặc điểm của dòng Muji này thì con này là sườn carbon và cấu hình của nó khá là cao. Đây sườn carbon quá. Đó. Đây. Con này thì là màu đen nhám các bác nhá. Màu đen nhám tem xanh. Đâm ra nhìn cái tổng thể chiếc xe nó rất là nổi. Trên xe nó chữ Muji đấy các bác. Đây các bác nhìn chưa? Chữ Muji. Đó, con này sườn carbon. Điều mà em rất ưng ở cái chiếc này ấy, tại vì một chiếc sườn carbon thì nó ưu tiên về chất lượng. Thì các bác sẽ hay đặt câu là sườn carbon này nó có tốt hay không, nó có sợ đi gãy hay không. Thì đây các bác nhá, thì đây như kiểu là một bên thứ ba người ta kiểm chứng, người ta kiểm định cho các bác. Thì việc của các bác là chỉ có đi mua xong rồi về mình đi thôi. Tại vì trước khi mà vào được thị trường Nhật này thì người ta phải vượt qua được cái vòng kiểm định của bên Nhật, các kiểm định về an toàn chất lượng, thì nó có các cái tem BAA và có các cái tem Nhật để xuất vào thị trường Nhật. Đấy, cái dòng Chevrolet thì con này cấu hình rất là cao, ngoài là sườn carbon da nữa thì nó có phanh dầu Shimano MT200 này. Đó, cặp đĩa cũng là Shimano. Tiếp theo thì cặp phuộc, cặp này là phuộc hơi có khóa điều chỉnh đây các bác. Cặp phuộc hơi. Về bộ chuyển động, về tay bấm xả của con này thì dùng Shimano M5001. Phủ đề cũng là Shimano M5001. Líp cũng là Shimano M5001. Gạt đĩa cũng vậy. Và điều hay hơn nữa thì cái con này là khá đồng bộ, là bộ dò đĩa của nó cũng là Shimano DOG M4001. Đó, có lần điểm cộng của con này về cấu hình thì nó khá là ok. Xích thì xích sử dụng của xích KMC các bác ạ. Hầm hấp trước sau của nó đều dùng Lovatec. Đấy, các bác nhìn chưa? Lovatec. Đó, nên là tổng thể của con này những cái chi tiết nhỏ của nó đều là dùng các đồ có thương hiệu hết. Thì nó không dùng thêm của các cái đây các bác, đều là Lovatec này. Đó. Khá là ok tổng thể của chiếc xe này mà chưa đến 20 mà có cấu hình sườn carbon, cấu hình cao như vậy thì khá là tốt. Nếu em đánh giá là khá là tốt. Ví dụ như các bác có thể mua được một chiếc Twitter nhưng mà nó sẽ không đồng bộ nhiều Shimano như này đâu. Nói chung là mỗi một con nó có thế mạnh riêng. Ví dụ như Twitter thế mạnh về giá, còn con này thế mạnh về cấu hình. Đây các bác, BB của nó cũng là Shimano luôn các bác nhá. Đó, BB Shimano. Tổng thể cấu hình khá là cao so với ấy. Lốp thì con này sử dụng lốp Maxxis. Điều tiếc nhất của con này thì nó không sử dụng bánh 29 thôi. Nếu mà nó sử dụng bánh 29 nữa thì không còn gì để chê về cái chiếc xe này. Có thể là do người ta bán cái dòng 27 này nó an toàn hơn thì người ta làm ra 27 nó khá nhiều. Đấy. Lốp này lốp Maxxis bánh 275. Chevrolet trong thời gian vừa qua thì nó làm khuynh đảo thị trường rồi, thị trường Việt Nam rồi. Các cái dòng xe nó làm thì là giá thành rất là tốt và cấu hình thì là cực kỳ là kinh điển rồi các bác. Rồi thì các bác có nhu cầu thì liên hệ với hẻm xe OB nhé. Số điện thoại thì là 0705678567. Hãy đi đan theo xe đây các bác. Đó. Rồi em xin kết thúc video tại đây.